Xin chào mọi người đang theo dõi livestream trực tiếp của thẩm mỹ Dr. Đi nhé. Mí mắt của mình hôm nay là được 5 ngày rồi và bây giờ thì mình sẽ thực hiện cắt chỉ. Thì mọi người sẽ cùng với cả mình đi lên phía trên kia nhé, để bạn y tá bạn cắt chỉ. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng xem cái nếp mí nó thay đổi như thế nào sau 5 ngày nhé. Mình vừa mới cắt chỉ xong đây ạ. Mọi người có thể xem nhá. Hiện tại thì gần như là không, lúc mà cắt chỉ ấy, thì không đau hay là khó chịu gì cả. Và hiện tại thì cũng thấy bình thường thôi, không có vấn đề gì hết nhá. Theo bác sĩ nói thì cái nếp mí này sau từ 3 đến 6 tháng thì nó mới gọi là vào form. Nó sẽ nhỏ hơn một chút so với hiện tại mọi người ạ. Nhỏ khoảng bằng 1/2 hiện tại thôi. Đấy, thì sau khoảng một tháng nữa thì mình sẽ livestream cho mọi người nhá, để xem là mí mắt của mình sau một tháng thì nó sẽ thay đổi như thế nào.